Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, giúp tiếp tục đập hộp và kiểm tra xe những chiếc xe đạp thể thao để gửi cho các bạn trên mọi miền Tổ quốc để đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua xe đạp online. Vâng, với xe đạp Twitter Touring huyền thoại chạy đồ siêu hiếm Shimano Tira 4007 nay đã có ngập kho của shop. Và xe đạp Twitter T10 vừa đổ với cấu tạo khung càng cọc yên bằng carbon và sử dụng bộ truyền động Shimano Tira 4007 20 tốc độ được sản xuất tại Nhật Bản. Và với Twitter T10 Pro đặc trưng, đây là những kiểu chiếc xe đạp huyền thoại được hãng Twitter phát triển kiểu dáng khung từ năm 2019 đến nay, với khung càng cọc yên bằng carbon nano siêu nhẹ và sử dụng tem phản quang rất đẹp và bắt mắt. Trong video này, shop sẽ kiểm tra chi tiết để gửi cho khách hàng. Và xe đạp Twitter Touring vừa cập bến thì shop đã nhận tiền đặt cọc và chuyển xe luôn cho anh Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, anh Dũng chia sẻ: "Em chuẩn bị gửi xe cho anh nhé. Anh chờ thành phố hết giãn cách là có xe đi luôn. Anh chọn màu đỏ đen size 46. Vâng, chưa bao giờ mua xe đạp online tại shop xe đạp thể thao VIP.com lại đơn giản nhanh chóng đến vậy. Bạn chỉ cần có nhu cầu mua xe và mức tài chính dự định, bạn sẽ cần Bạn chỉ cần đặt hàng là sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn. Không cần phải đi đâu xa, đến với shop xe đạp thể thao VIP.com mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Và shop thì luôn có đủ xe, đủ màu, đủ size của nhiều thương hiệu để bạn lựa chọn. Và riêng với xe đạp của hãng Twitter thì shop có xe đạp tay ngang hay là gọi là xe đạp touring và xe đạp tay cong là xe đua đây. Vâng, có đủ màu, đủ size, đủ cấu hình để bạn lựa chọn. Và trong video này thì shop kiểm tra chiếc xe đạp touring Twitter T10 Pro để gửi cho anh Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được Twitter T10 Pro khung càng cọc in bằng carbon nano và sử dụng sợi carbon nano siêu nhẹ công nghệ EPS Technology. Và đây là chiếc size 46 của anh Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đặt tại shop xe đạp thể thao VIP.com. Còn size 48 nữa bạn nha. Và có 5 màu, đó là màu đen đỏ, màu đỏ đen. Đây là chiếc màu đỏ đen, còn màu đen đỏ thì khác. Có màu vàng chanh, màu xanh đen và màu bạc titan. Và như shop đã chia sẻ thì chiếc xe đạp này đang sử dụng bộ truyền động của Nhật, đó là Shimano Tira 4007 20 tốc độ, tức là tay đề đĩa double là 2 số và tay đề lít 10 speed, tức là 10 số điều khiển nhíp thả 10 tầng quán sẵn sàng. Gạt nít Shimano Tira 4007, gạt đĩa Shimano Tira 4007, bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng Vitropec New Star, hai đĩa 10 nít. Và cũng sử dụng cặp vành bánh mới từ hãng Vitropec, vành nhôm hai lớp tem phản quang, cao 4cm, lốp Innova Pro 700x25. Và xe rất đẹp và giá rất mềm, rất êm. Xe này thì sử dụng toàn bộ Meyer bằng bi bậc đạn cũng như bằng hợp kim nhôm cắp xin xì. Rất trơn và trớn đây bạn nhé, rất trơn và trớn này. Và chiếc Twitter T10 Pro bên cạnh đây cũng là chiếc Touring. Và shop kiểm tra và gửi cho khách. Còn với Twitter T10 xe đua thì shop đang có hai bảng, đó là bảng sử dụng rút Shimano Tira 4007 và một bảng nữa đó là R7000 đây. Bộ truyền động Shimano 105 R7000 hay là Thunder thì shop có bộ truyền động Credit R2000, Sora R3000 và 105 R7000. Rất đa dạng về cấu hình và có nhiều mức giá, bạn thoải mái lựa chọn chiếc xe đạp với kích cỡ, màu sắc, cấu hình phù hợp với bạn theo yêu cầu của bạn. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao VIP.com vào 0 giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối hàng ngày. Shop luôn đăng tải những video mới giới thiệu những sản phẩm mới, cập nhật những phiên bản mới từ các hãng xe đạp thể thao. Và qua những video này, bạn sẽ tìm và mua cho mình được chiếc xe đạp phù hợp. Một lần nữa, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.